Vâng, hello, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu qua cái bức tranh và cái ý nghĩa của bức tranh Cửu Hạc Quần Tùng các bác nhá. Cái ý nghĩa của bức tranh Cửu Hạc Quần Tùng là sự kết hợp giữa hai hình tượng cây tùng và chim hạc với ý nghĩa mang lại sự trường thọ cũng như là cuộc sống an lạc cho gia chủ của bác ạ. Cây tùng thì là một loại cây mọc ở trên núi cao, trên những vách núi khô cằn cỗi, thiếu nước cũng như là thiếu chất dinh dưỡng nhưng vẫn hiên ngang trụ vững và thể hiện sức sống bền bỉ theo năm tháng. Với cái đặc điểm đó, cây tùng trở thành hình tượng biểu trưng cho những người có khí tiết hiên ngang, dám đương đầu với thử thách và mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ngoài ra, cây tùng sống rất lâu, còn thể hiện sự trường thọ. Chim hạc là hình ảnh biểu tượng cho sự cao sang, quyền quý. Sau phượng hoàng là chim quan trọng nhất trong truyền thuyết và nghệ thuật Trung Hoa. Loài hạc có tuổi thọ rất dài, đặc biệt là hạc có bộ lông màu đen. Chính vì vậy mà có biểu tượng là sự trường tồn và sự trường thọ bền bỉ. Nhưng trong hội họa, chim hạc thường được thể hiện với bộ lông trắng muốt. Đây là sự biểu hiện cho sự thanh cao, quyền quý, sự sang trọng và tinh khôi. Chính vì vậy, việc kết hợp giữa hình ảnh cây tùng và chim hạc đã tạo lên một bức tranh phong thủy và đầy ý nghĩa. Cái ý nghĩa của bức cửu hạc này, nếu như mà xét theo phong thủy thì các cụ và các ông cha ta hay gọi là tùng hạc diễn niên. Đấy, tranh tùng hạc diễn niên thì là cái ý nghĩa của nó là tùng hạc đồng xuân, là bức tranh chứa đựng ý nghĩa khí và hài hòa. Đấy, biểu hiện cho sự thanh cao và trí tuệ sáng suốt, thể hiện sự biểu tượng và sự trường thọ và gắn bó với bền bỉ vĩnh cửu. Ngoài hai hình tượng cây tùng và chim hạc, còn chữ Hán Việt diễn nhiên, nhưng mà hiện tại thì ở đây là bức tranh này thì em không làm theo đối đục kiểu hàng tàu các bác ạ. Nên là những cái bức này thì thể hiện cho sự trường thọ an lạc và mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Và cái hướng treo của cái bức tranh này, cái hướng treo của cái bức tranh này là treo vào cái chữ hướng mang lại tài lộc cho gia chủ, cũng như là hướng tranh và cũng như là những lưu ý khi treo tranh là tranh tùng hạc diễn nghĩa mang nhiều ý nghĩa cũng như là tốt đẹp, thích hợp để treo ở vị trí trang trọng và trung tâm của căn nhà, phòng khách hoặc là phòng làm việc các bạn ạ. Tranh cửu hạc quần tùng thì mang lại cho gia chủ thì nhiều tài lộc theo nhiều ý nghĩa phong thủy và mang lại những cái sự điềm lành nhất các bạn. Đấy, còn cái tranh gỗ như kiểu tranh cửu hạc này thì được các nghệ nhân chạm khắc kỹ lưỡng, thể hiện sự chính trực, cũng như là cây tùng thì đường nét mềm mại và chim hạc thì mang lại một ý nghĩa trọn vẹn hạnh phúc trọn vẹn các bạn. Đấy, thì những cái bức này thì bên cơ sở em đang được đục là đục siêu kinh mỏng, cũng như là đã được đục tỉa hoàn thiện rất chìa kỹ càng tỉ mỉ từ những chi tiết họa tiết đẳng cấp nhất, cũng như là từ những cái cây tùng đến những cái bông hoa sen. Vậy bông hoa sen thì biểu tượng cho sự giản dị cũng như là mang lại những điềm lành cho gia chủ rồi. Nếu mà các bác thấy cái video này hay, có ý nghĩa thì hãy dành tặng cho em những like và những cái nút đăng ký kênh. Nếu như mà em có thiếu những cái ý nghĩa nào thì các bác có thể là comment phía dưới cho em, và hãy đừng quên dành tặng cho em những nút đăng ký kênh và comment phía dưới cho em để em có thể bổ sung thêm cái phần kiến thức về ý nghĩa của các cái bức tranh tranh phong thủy, để từ khi nào mà các bác sở hữu hay các bác tìm hiểu về những bức tranh này có thể là xem và cũng như là biết thêm về những ý nghĩa của bức tranh này thao tuyệt vời các bạn. Cái địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Lê Gia, thuộc xã Vì Đồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở em thì rộng đến 10.000 m², nên là các bạn có thể là đến cơ sở và trải nghiệm tất cả mẫu sản phẩm. Và nếu như các bạn nào quan tâm đến cái bức tranh này thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là em để phía dưới góc màn hình rồi. Bức tranh này thì em đang bán với giá là 43.800.000 các bác nhá. Đấy, cái video của em sẽ được kết thúc ở đây và chúc tất cả các bạn một buổi xem video mạnh khỏe, bình an các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào.